Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp đến từ sàn Hubi của bạn các bạn. Thì chương trình để góp này random các bạn. Thì random là cho 100 member may mắn nhận được 50 đô và một member may mắn nhận 1.000 đô các bạn. Thật là kinh khủng các bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn cần link xuống link mô tả. Thứ nhất, mình các bạn đăng ký một cái tài khoản trên Hubi của bạn nha các bạn. Và các bạn xác minh KYC nha các bạn. Các bạn vào KYC nha các bạn. Sau khi các bạn KYC thành công thì bạn nhấp vào copy của ID trên sàn Hubi của bạn nè các bạn. Rồi, các bạn xuống đây bạn bấm vào một xin đáp nào nè. Rồi, các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn follow Twitter nữa nè. Rồi, đây thì tự động nó follow luôn nha các bạn. Thì mình được ba tít nữa nè, 3 vé đó. Rồi bạn follow tiếp nữa các bạn. Rồi, các bạn vô đây các bạn like nè. Rồi, các bạn đi tít like rồi tít tăng ba người bạn mình vào các bạn. Để mình like sau đây bấm thích nè. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn tới quýt và tăng ba người bạn mình vào các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lại. Các bạn muốn continue với các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn mục này thì các bạn chỉ copy link ghép này mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm liên tục cần nha các bạn. Mục này thì các bạn điền UID trên sàn Hubi của bạn nè các bạn. Sau này thì các bạn nào may mắn thì nó sẽ trả về sàn Hubi của bạn nha các bạn. Phiêu quá mình không có giải thích cho các bạn thì mỹ được. Rồi, các bạn vô continue nha các bạn. Như vậy là xong nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp random từ đến từ sàn Hubi của bạn đến em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.